xin mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Thì như lần trước á, em có ngâm cái cải nè các bạn. Bây giờ mình đã quậy nước muối và mình ngâm các bạn. Xong đợi chi khi khoảng 3 ngày đi, 2 ngày 3 ngày gì đó. Cái này mình nghĩ chắc cả tuần á, mình để một tuần đi cho nó thấm vô trong đây cho nó mặn cái miếng dưa. Rồi xong rồi bắt đầu mình mới đổ ra mình làm ha, mình bào ra bỏ ra mình làm ha. Con này là nước cơm, nước vô gạo nha các bạn. Nước vô gạo đổ vô. Ha, rồi. Kiếm cái đồ dằn lại. Nước nó mặn vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiếm đồ dằn lại. Mình có cái rổ này nè. Mình dằn lên. Để mình lụm hết mấy cái đồ ở trong đây ra. Rồi mình lấy cái cục tạ này mình bỏ lên. Cái này nè thì bắt đầu là anh mình chỉ là ngâm muối với nước vô gạo. Thì mình pha loãng để mình ngâm để cho nó ra cái phần cái da này nè. Thì chỉ ngâm một ngày thôi, nhưng mà mình đã ngâm tới 3 ngày 4 ngày gì luôn rồi. Chắc cả tuần lễ rồi. Bây giờ nó đã thành cải chua rồi. Bây giờ á mình sẽ làm cái cải chua ngâm tương thứ của cái người Khmer đó các bạn. Kêu bằng cái gì? Dưa leo á, dưa gì đó. Thì mình sẽ ngâm nước tương cho các bạn xem ha. Bây giờ cái phần dưa này nó đã rất là giòn và ngọt. Bây giờ cái dưa này đã chua rồi bạn. Giờ chỉ còn nấu nước tương ngâm vô nữa thôi. Ngày hôm nay sẵn tiện mình sẽ quay video lại cho tất cả mọi người xem cái bí kíp của mình làm cái dưa cải mà ngâm tương như thế nào các bạn. Thì mình nhắc sơ lại ha. Thì các bạn nấu một thao nước và quậy nước muối vô cho nó hơi mặn. Rồi á đổ cái nước vô gạo vô và ngâm cái này cho trong vòng 5 ngày hoặc tuần lễ. Sau khi đó mình vớt ra và bắt đầu mình nấu nước tương, mình đổ vô mình ngâm. Thì nấu nước tương như thế nào thì mình sẽ quay video cho cả mọi người xem ha. Mình sẽ lấy cái khắp này ra mình đong nước tương nha mọi người. Đây. Cái khắp này là tới đây là hai khắp đó các bạn. Mình sẽ đổ ra. Rồi, hai khắp này các bạn. Rồi, hai khắp nước tương ha. Mình cho vào nồi. Nước tương này nước tương đại hàng. Nước tương đại hàng các bạn. Rồi bây giờ mình đong thêm một hai khắp như vậy nữa, hai khắp nước như vậy nữa. Đó, và hai khắp nước như vậy nữa, hai bạn ha. Rồi mình đổ cho đây. Xong. Bật bếp lên. Mình sẽ đổ thêm một khắp nước đường, khắp đường. Cái này nó thiếu rồi, mà thôi kệ đi không sao đâu. Bỏ khắp đường này vô. Xong rồi nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Nấu cho nó sôi lên. Để nguội và đổ vô cái dưa ha. Cái này đã nguội rồi các bạn. Cái này hồi nãy á, mình thấy nó hơi đậm cho nên mình múc thêm hai khắp nước lạnh nữa. Mình đổ vô, mình nấu. Là trong đây có tất cả là 6 khắp. Là... Rồi cái này vậy sao đủ cái bình kia giờ chị Loan? Sao? Thiếu nước. Thiếu rồi, nấu tiếp. Thiếu rồi, nấu tiếp rồi chờ tiếp thôi.
các bạn. Mình đổ cho nó ngập cái phần này đi. À, mọi người thấy không? Đó. Xong rồi. Ngọt ngọt chua chua. Đây đây. Xong. Bây giờ cái món dưa gan ngâm tương của mình đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ chờ là đến cái ngày mà nó thấm và mình sẽ quay tiếp video cho tất cả mọi người xem nha. Và cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người về những video sau. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại.